Chủ tịch Cục Dự trữ bang New York ông William Dudley cho rằng việc tăng lãi suất có vẻ ít cấp bách hơn so với vài tuần trước đây. Nhận định này được đưa ra giữa lúc thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc. Thị trường chứng khoán toàn cầu thời gian gần đây đã yếu, rất có khả năng còn yếu hơn nếu Fed tăng lãi suất vào tháng 9 tới theo tôi vào thời điểm này, quyết định bắt đầu bình thường hóa lãi suất vào tháng 9 xem ra không còn cấp bách như cách đây vài tuần. Một cuộc thăm dò mới đây của Reuters cho thấy các nhà kinh tế hàng đầu của Mỹ đều nghĩ rằng thị trường nội địa đã đủ mạnh để đứng vững trong năm nay mà không cần hỗ trợ lãi suất nữa. Báo cáo thị trường hàng hóa tháng 7 cũng cho thấy số đơn đặt hàng mới tăng 2%, tốt hơn nhiều so với kỳ vọng, còn chỉ số lạm phát dự báo sẽ được công bố vào cuối tuần này. Theo quan điểm của chúng tôi, chỉ số lạm phát có thể sẽ gần với mức 1% hơn là mục tiêu 2% của Fed. Tôi cho rằng sẽ vào khoảng 1,3%, không đổi so với báo cáo trước. Cho nên chúng tôi nghĩ con số này cùng với những biến động trên thị trường toàn cầu sẽ cho phép Fed trì hoãn việc tăng lãi suất. Cuộc họp chính sách kế tiếp của Fed sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 9 tới.